Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay Si muốn khoe với mọi người là thời gian qua Si được trải nghiệm một sản phẩm mới, đó là giúp chúng ta trắng da và đẹp da. Vì Si nghĩ đối với chị em phụ nữ chúng ta thì da rất là quan trọng, đúng không nè? Vì đặc biệt với những bạn mà hay đi ngoài nắng và phải tiếp xúc ngoài nắng nhiều thì sản phẩm này giúp chị em chúng ta trắng da và không bị bắt nắng nha. Thì đây không xa lạ với chị em nữa, đó là em sản phẩm BC đó. Thì sản phẩm này đang rất là nổi tiếng và đang rất là hot trên thị trường, và hiện tại da Si đã được cải thiện rất là nhiều. Và nhờ em này thì thật sự bây giờ da Si có nên trắng sáng và mịn màng lắm. Vì Si là người rất thích chăm sóc kỹ về da nên là Si luôn tìm những thực phẩm chức năng để uống, và những thực phẩm chức năng này giúp chúng ta đẹp từ trong ra bên ngoài. Vì Si cũng rất là lười dùng kem nè, tắm trắng này kia, vì khi chúng ta dùng những sản phẩm để tẩy da như thế thì da chúng ta sẽ rất là yếu và rất dễ bị bắt nắng hơn, và rất là nhăn da nè, xấu da. Thì Si cảm thấy là sản phẩm Beauty Look Si đang dùng thì nó rất là tốt, vì nó giúp chúng ta da mặt và da body rất là đều màu và da rất là khỏe luôn, vì nó giúp chống oxy hóa và giảm thâm nám và chống nắng, bảo vệ cho da khỏi chất động các tia UV ngoài nắng, và giúp bổ sung collagen và tăng độ đàn hồi cho da, và vô cùng an toàn và chất lượng, vì sản phẩm Beauty Look được chiết xuất từ vitamin B2, B3 và vitamin C và collagen nè và hạt nho. Thì sản phẩm chúng ta nên dùng 2 đến 3 liệu trình để chúng ta duy trì cho da và trắng sáng rõ rệt nhất nha. Và đây là sản phẩm của em Beauty Look đây. Thì khi mua về chúng ta sẽ có xem được thành phần trên đây và công dụng và đối tượng sử dụng nha. Và khi mua chúng ta sẽ được tặng một cái cuốn cẩm nang giúp chúng ta dưỡng da nè, và chúng ta sẽ được đọc một số câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng, và trong đây có hướng dẫn các bạn uống và liều lượng liệu trình như thế nào để chúng ta duy trì làn da trắng sáng nha. Và khi chúng ta mua về chúng ta sẽ có một cái hộp như thế này, và trong đây có tem chống hàng giả luôn nha. Và một như thế này thì chúng ta sẽ có 60 viên và chúng ta sẽ uống 1.200 viên nha. Và khi chúng ta mua về sẽ có một cái hộp như thế này nữa, và chúng ta sẽ đổ vào đây, và chúng ta thường xuyên mang theo bào giỏ sách thì chúng ta sẽ không quên một ngày uống 2 viên nha mọi người. Ở độ tuổi trưởng thành thì chúng ta muốn có nhu cầu làm đẹp và trị nám tàn nhang này kia, thì do chị em chúng ta phải chịu ánh nắng mặt trời nhiều, thì chị em chúng ta nên mua em Beauty Look này để xóa đi những vết nám và tàn nhang, và mang lại cho chúng ta một làn da trắng sáng và mịn màng nhất nha.